Dạ, em tên là Oanh. Em biết thầy được 4 năm rồi. Tại trước kia, trước tới với thầy á, là em bị allergy á. Con mắt của em nó khô, mà nó khô khủng khiếp lắm kìa. Nó khô kinh niên luôn á. Nhờ có ông Dượng này kia đến với thầy cũng lâu rồi, giới thiệu á, là em tới với thầy chăm cứu chỉ một lần thôi. Tiệt luôn, không bao giờ trở lại tới bây giờ luôn. Dạ. Cho nên cứ hỏi tụi em mà có bị cái gì là cứ chạy lên thầy, mặc dù lên thầy tới 8 tiếng đồng hồ luôn á, hết overnight luôn á. Rồi tới mùa cũng vậy, không cần bệnh, trị bệnh tốt hơn, trị bệnh là tại có bệnh, còn này mình không bệnh mà chữa bệnh. Nói chung là giống như là trị trước vậy đó, là em đến em chăm cứu trị dị ứng trước. Tới mùa này mùa kia vậy đó, là một năm chỉ một lần, không bao giờ em bị bất cứ cái gì hết. Dạ. Rồi thằng con của em nó bị béo phì á, rầu lắm, không có biết làm sao mà cho nó đai là tạng nít, mà đến với thầy chăm chỉ một lần thôi mà bây giờ nó quá khủng khiếp. Dạ. Nhiều người hỏi chứ lắm, em giới thiệu nhiều người rất là thích, và em nói về chăm cứu là không có dám đi thầy khác, chỉ đến với thầy Tâm thôi.